Chúng tôi đây mà thả sao đấy? Chúng tôi là bây giờ kia thả. Sao nhưng mà chưa cần cho găng. Bay đi em ơi. Đấy. Được. Đấy, phải như này à. Đừng có xuống em ơi, đừng xuống. Lên rồi đấy, lên rồi đấy. Thôi về thôi, về thôi, về thôi là nhất rồi. Gọi về thôi là nhất rồi. Gọi về là nhất rồi. Về ngay rồi. Về đi. Gọi về là nhất rồi. Xuống. Đúng ngay mà. Cái này nó lượng tốt không xuống đâu. Đấy. Đây ngay. Đó các về nhá. Làm hơn nữa. Thôi cứ cho nó tí xuống đất nó đậu rồi mình ra mình gọi được. Không xuống xuống được, xuống không phải. Về găng đi, về găng đi. Về găng. Về đấy. Về. Đẹp quá. Con nó mệt một lúc, con mệt nó xuống mà. 5 phút để cho dạo chơi thôi mà. Dạ thế thôi, cho cần 2 vòng được rồi, thoải mái rồi. Nhưng mà con này nó chưa muốn xuống. Lạ quá, cáo là con này đẩy nhất rồi là. Từ từ nó xuống. Cứ từ từ anh ạ, nó xuống lên, nó mệt nó xuống. Alo. 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 Đây đây. Xuống đây. Xuống đây. Xuống đây cho đứng lên xuống em ơi. Nó nhìn không mà. Nó muốn chào mồi. Nó chờ. Nó chờ lém lên tiếp đây. Thế nào? Bây giờ chủ làm thứ anh ăn là mới biết để cho xuống. Bây giờ anh đem miếng thịt xuống đất để nó xuống. Làm rơi miếng thịt xuống đất cũng được anh ạ. Cho miếng thịt xuống đất thì cho nó xuống cái đầu. Hàng thấp rồi. Nó về đấy. Rồi. Đã đây. Ok rồi. Một phần thi rất xuất sắc. Rồi, thôi. Sau phần thư của dòng luyện tiếp đến sẽ là dòng thư ưng nhỏ đề nghị.